Chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tình hình bão tố, mưa to, ngập lụt, vỡ đê, nhà đổ cuồng phong, vòi rồng ở Trung Quốc vẫn đang hết sức nguy cấp. Rạng sáng ngày hôm nay, một tòa nhà chung cư cao 23 tầng ở thủ đô Bắc Kinh đã bị đánh sập bởi một trận cuồng phong do cơn bão số 4 quét qua, khiến cho toàn bộ quảng trường Thiên An Môn bị phong tỏa. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 68 đầy đen tối. Một số khu vực như thủ đô Bắc Kinh, thành phố Quảng Tây, Quảng Đông, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Vũ Hán vẫn sống trong cảnh bóng tối vì bầu trời liên tục xuất hiện những cơn mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4, một trong những cơn bão siêu mạnh đổ vào phía Trung Quốc, cho nên từ đêm ngày hôm qua tới rạng sáng ngày hôm nay, mưa liên tục trút 5 triệu tấn nước từ trên trời đổ xuống phía Trung Quốc, khiến lũ lụt ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, sông Mekong, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang ập về vùng hạ lưu làm cho mực nước tại nhiều tỉnh phía Đông, phía Nam, phía Bắc và phía Tây của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước. Nhiều nơi tiếp tục ngập sâu từ 3 tới 7 mét, nhiều ngôi nhà cao từ 5 tới 9 tầng ở Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam đều bị nhấn chìm tới nóc. Đứng trước tình hình cấp bách và nguy hiểm kể trên, cơ quan cảnh báo động đất và lũ lụt Trung Quốc đã phải phát đi thông báo khẩn cấp ngay trong đêm ngày hôm qua, cảnh báo rằng toàn bộ người dân nên tìm gấp nơi trú ẩn, bởi vì Trung Quốc vẫn tiếp tục hứng chịu những trận mưa to, gió lớn ngập lụt tới cuối tháng 8 này mới chấm dứt. Trung tâm Cứu nạn Cứu hộ Trung ương Trung Quốc cho biết rằng, hôm qua Bắc Kinh vừa mới khôi phục được trạm phát sóng đài tiếng nói Trung Quốc thì ngày hôm nay, vào lúc 2 giờ đêm, cột phát sóng trên kênh truyền hình CCTV đã bị bão quật đổ khiến đài truyền hình Trung ương Trung Quốc bị gián đoạn. Người dân không xem được TV, thiệt hại ước tính lên tới 170 tỷ nhân dân tệ. Thế nhưng, giới quan sát cho biết, ở ngoài Biển Đông, ông Tập Cận Bình vẫn phát lệnh cho máy bay. Tàu chiến và quân đội của Bắc Kinh đụng độ đối đầu nảy lửa với một chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ tại vùng biển giáp với đảo Phú Lâm, bởi vì ông Tập cho rằng tàu chiến của Hải quân Mỹ đã xâm phạm vào phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Không những thế, chính quyền của ông Tập còn được cho là đang đem con virus Vũ Hán đi lây lan ra khắp thế giới, nhất là lây lan mạnh ở Mỹ. Bởi vì trong những ngày vừa qua, các cơ quan chức năng và mật vụ FBI của Hoa Kỳ phát hiện ra những đồ dùng có chữ in Trung Quốc đang được bí mật gửi ra 50 bang của Mỹ, và trong những đồ vật này có chứa mầm mống bệnh virus corona. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm bởi vì phía Trung Quốc đang muốn đầu độc Mỹ và một số nước trên thế giới hòng đánh bại Mỹ để vươn lên ngôi vị số 1 trên thế giới. Đó là âm mưu, thủ đoạn của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình và FBI cho biết. Khi lực lượng chức năng mà xác định chính xác những đồ vật mà Trung Quốc gửi sang Mỹ để hủy diệt Hoa Kỳ, thì nhất định chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Biden sẽ ra tay trừng trị tận gốc Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ ở nước này vẫn đang trong giai đoạn hết sức nguy hiểm và phức tạp, bởi vì những tháng gần đây là những tháng mùa mưa của Trung Quốc, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ. Bão chồng bão khiến cho một tòa chung cư cao cấp và rất nhiều ngôi nhà khác ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã bị cơn bão số 4 đánh cho sụp đổ. Nhưng rất may không có thiệt hại về người, vì người dân của Trung Quốc được cho là đã di tản đi khắp nơi để trú ẩn rồi. Tờ báo Tân Hoa Xã của phía Trung Quốc đã cung cấp những hình ảnh và những đoạn video cho thấy một chung cư cao tầng và rất nhiều ngôi nhà ở Trung Quốc đã bị bão số 4 xé toạc như những tờ giấy trắng. Hình ảnh một tòa chung cư cao cấp ở tỉnh Chiết Giang bị cơn bão số 4 xé toạc như nhà băng bìa cát tông đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết ít nhất một số cư dân đã bị chết do gió cuốn bay từ tầng số 12 đến 13 bay xuống dưới đất. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết bão số 4 vượt qua miền Bắc đảo Đài Loan trước khi nó đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền đông của Trung Quốc vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày hôm kia với sức gió giật trên cấp 12 và đo được tại tâm bão lên tới 133 km/h. Mưa lớn đã gây ngập lụt ở nhiều khu vực, trong đó có quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh. Bão số 4 tàn phá nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc khiến cho 3.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và nhiều người dân phải sơ tán gấp, khiến 830.000 hộ gia đình ở các thành phố lớn bị mất điện, hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Nhiều bức ảnh trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc ghi lại cảnh một tòa chung cư cao 22 tầng và 18 tầng ở thành phố Chiết Giang, thành phố Quảng Đông, Quảng Tây bị gió thổi bay hết ban công, cửa sổ và vách tường, nhiều điều hòa, tủ lạnh, TV cũng bị trôi lênh láng ra ngoài Biển Đông. Một phụ nữ 62 tuổi sống trên tầng 11 của một tòa nhà chung cư cao cấp ở thủ đô Bắc Kinh nói rằng cửa sổ của nhà bà đã bị cuốn bay vào lúc 2 giờ đêm ngày hôm qua và đã làm cho một người thiệt mạng.
Những bức ảnh trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc làm dấy lên sự lo ngại của bão lũ khi Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận đòn thấu xương của Mẹ Thiên Nhiên và Đức Chúa Trời dội xuống phía Bắc Kinh để trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng thì Hải quân của Trung Quốc vẫn cho bắn đạn thật để uy hiếp quân đội của bà Thái Anh Văn, giáp eo biển Đài Loan trước sự chứng kiến của Hải quân Hoa Kỳ. Đây là một thông tin cực kỳ chính xác do tờ báo Đài Bắc cung cấp. Tờ báo của Đài Bắc cho biết rằng nghe tin quân đội của Bắc Kinh do ông Tập Cận Bình cầm đầu đang tập trận chiếm đảo của Đài Loan, cho nên chính quyền bà Thái Anh Văn cùng Mỹ đã điều 200.000 lính, đem theo rất nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến tiến ra ngoài Biển Đông và tiến sát eo biển Đài Loan để chặn quân đội của phía Trung Quốc đang gây hấn rất mạnh. Nguồn tin quân sự của Đài Bắc đã cho biết chính quyền bà Thái Anh Văn và Mỹ đang kết hợp với nhau để điều tàu chiến ra ngăn chặn quân đội của Bắc Kinh, bởi vì họ đang cho diễn tập bắn đạn thật và phóng tên lửa uy hiếp quân đội của bà Thái Anh Văn. Đây được cho là một hành động rất ngông cuồng mà chính quyền ông Tập Cận Bình thường xuyên gây sức ép lên bán đảo của Đài Loan, nhằm thôn tính bán đảo này về tay của Trung Quốc đại lục. Đứng trước tình hình đó thì Mỹ đã lên tiếng nói rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bắt nạt, gây hấn ngông cuồng ngoài Biển Đông. Chính quyền của ông Tập Cận Bình nên chăm lo cho đời sống của nhân dân Trung Quốc bởi vì lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh đang hoành hành tại đất nước này. Nếu như ông còn hung hăng vào ngoài Biển Đông thì nhất định Thiên Nhiên sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Đây là nhân quả báo ứng mà Mẹ Thiên Nhiên cũng như Đức Chúa Trời đang giáng đòn lên đầu ông Tập Cận Bình, bởi vì những tội lỗi của ông ta gây ra cho nhân loại đã không bao giờ cải thiện được. Kính thưa quý vị, tờ báo quốc tế cho biết ở ngoài Biển Đông thì vẫn đang hết sức dậy sóng bởi vì ông Tập luôn muốn chiếm Biển Đông. Còn trong nước Trung Quốc thì liên tục bão lũ xảy ra hết sông Trường Giang đến sông Hoàng Hà và sông Mekong bị đe dọa. Tờ báo quốc tế cho biết tình hình hiện tại ở đất nước Trung Quốc rất nguy hiểm bởi vì lũ lụt và bão tố liên tục xảy ra. Người dân thì thiếu lương thực. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình được cho là không lo cho người dân mà vẫn mải mê đi chiếm đóng ở ngoài Biển Đông. Tờ báo nói rằng sông Trường Giang nước lũ chưa rút và vẫn đe dọa trực tiếp lên con đập Tam Hiệp. Thì mới đây, cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc cảnh báo thiên tai sẽ kéo xuống sông Hoàng Hà và sông Mekong. Đây là một trong những con sông lớn thứ hai, thứ ba của Trung Quốc, và nếu như lũ lụt và cuồng phong xảy ra trên hai con sông này thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 100, và khi nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi gần như toàn bộ đất nước của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông, và khi đó trên bản đồ của thế giới sẽ không xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Đứng trước tình hình nguy hiểm trên thì tờ báo quốc tế có phỏng vấn ông Trang Pao, Phó trưởng phòng cứu trợ thiên tai và dịch vụ công thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo, mưa lớn sẽ xuất hiện nhiều khu vực phía Bắc, phía Tây, phía Đông và cả phía Nam của Trung Quốc trong tuần này và tuần tới, thậm chí nó thể kéo dài tới cuối tháng 8 này. Vì thế, Trung Quốc tiếp tục sẽ gặp những trận cuồng phong cũng như lũ quét. Theo đó thì mưa lớn sẽ gây đột ngột ở Trung Quốc, dự kiến sẽ chuyển sang phía Bắc trong tuần này và gây áp lực lên con sông Hoàng Hà sau khi liên tục vùi dập miền Nam hơn 2 tháng vừa qua. Cảnh báo về mức độ nguy hiểm của trận lũ này, ông Trang cho biết, so với miền Nam, các thành phố phía Bắc sẽ có ít kinh nghiệm hơn trong công cuộc phòng chống mưa bão và lũ lụt, vì thế sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều tờ báo quốc tế cũng như trang mạng xã hội nói rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị nứt, bị vỡ và bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện con đập Tam Hiệp vẫn không bị ảnh hưởng gì bởi mưa bão. Nhưng họ khuyến cáo rằng nhiều khả năng nó sẽ bị vỡ lên tới 99.8% nếu như Trung Quốc hứng thêm một trận động đất, sóng thần hay một cơn bão ngang ngửa với cơn bão số 4 vừa qua. Một tin được cho hoặc là cực đen tối và xấu đối với Trung Quốc khi trung tâm này dự báo rằng trong một vài ngày tới, thậm chí tới cuối tháng 8, Trung Quốc vẫn phải hứng chịu những trận mưa to đến rất to. Bầu trời của Trung Quốc vẫn chưa xuất hiện ánh sáng của mặt trời, vì thế Trung Quốc vẫn còn rất đen tối, trời, vì thế... Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Một quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm nay cho Reuters biết nước này sẽ hứng chịu thêm một tuần mưa xối xả nữa trong bối cảnh mực nước tại 33 con sông tăng lên mức cao nhất trong lịch sử. Trong một cuộc họp báo ngắn hôm nay, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân thừa nhận 433 con sông tại Trung Quốc và hồ nước ngọt lớn nhất nước này, Hồ Bà Dương, đều ghi nhận mực nước vượt mức cảnh báo kể từ khi mùa lũ bắt đầu. Giai đoạn phòng chống lũ lụt quan trọng vào cuối tháng trước đến đầu tháng này, tình hình hiện tại vẫn rất ảm đạm trên các lưu vực sông Dương Tử và Thái Hồ. Các vành đai mưa lớn đã trút xuống miền Trung Trung Quốc sắp tới sẽ chuyển hướng về phía Bắc, ông Diệp nói. Lượng mưa trung bình đang ở mức cao nhất kể từ năm 1961.
cuối tuần trước, Bộ Khẩn cấp Trung Quốc thống kê 141 người đã chết hoặc mất tích, gần 38 triệu người bị ảnh hưởng và 28.000 ngôi nhà bị phá hủy, thiệt hại kinh tế vào khoảng 60 tỷ nhân dân tệ, tương đương 8,57 tỷ đô la Mỹ. Các cơ quan kiểm soát lũ lụt trên toàn lưu vực sông Dương Tử cũng ban bố cảnh báo đỏ đối với các khu vực đông dân cư như Hàm Ninh, Cửu Giang và Nam Xương. Các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất do lũ lụt bao gồm Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam ở miền Trung An Huy, Chiết Giang và Giang Tô ở phía đông, siêu đô thị Trùng Khánh. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi chính quyền ở các khu vực bị ảnh hưởng cùng với Quân Giải phóng Nhân dân PLA tham gia giải cứu và tái định cư cho người dân. Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc cho biết miền Trung và miền Đông sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lũ trong những ngày tới. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia hôm nay nói rằng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy xây dựng 150 dự án thủy lợi mới, tăng khả năng lưu trữ nước để kiểm soát lũ lên 11 tỷ mét khối và khả năng cung cấp nước hàng năm thêm 46 tỷ mét khối. Đáng chú ý, theo dữ liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đã chạm mức 163,2m, cao hơn 16,7m so với mức cảnh báo. Trung Quốc lại đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực phía Bắc trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục chuyển hướng. Trung Quốc chuẩn bị bước vào giai đoạn ngăn chặn và kiểm soát lũ lụt quan trọng vào cuối tháng trước và đầu tháng này. Theo dự đoán, mưa lớn sẽ di chuyển về phía Bắc và sông Hoài cũng như sông khác ở phía Bắc, nhiều khả năng hứng chịu những trận lũ nghiêm trọng ở một số khu vực nhất định. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Yan Chun cho biết hôm nay. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Yan Gongguang cho biết cảnh báo lũ đã ban bố đối với 433 con sông khắp nước kể từ khi mùa lũ bắt đầu, trong đó có 33 con sông ở mực nước dâng cao chưa từng thấy. Cũng theo ông Yang, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 141 người, gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 38 triệu cư dân tại 27 tỉnh và gây thiệt hại kinh tế lên đến hơn 61 tỷ nhân dân tệ. Theo báo The Guardian, đợt mưa lũ thất thường lần này cũng đã đẩy hàng triệu người dân Trung Quốc vào tình trạng vô gia cư. Nhiều người đang lo sợ họ có thể phải đối mặt với thảm họa lũ lụt từng khiến hơn 3.000 người thiệt mạng vào năm 1998. Giới chức tỉnh Giang Tây, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đã ban bố các biện pháp chống lũ thời chiến sau khi nước hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất nước, dâng lên mức cao kỷ lục 22,53m. Hơn 400.000 người tại tỉnh Giang Tây đã được sơ tán để tránh lũ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua hối thúc chính quyền địa phương triển khai các biện pháp hiệu quả và quyết liệt hơn để chống lũ. Động thái này nêu bật mức độ nghiêm trọng của tình hình mưa lũ tại Trung Quốc lúc này. Hàng nghìn binh sĩ đã được triển khai đến sông Dương Tử để đắp đê và đào kênh thoát nước. Chính phủ Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch sơ tán người dân ra khỏi những khu vực dễ bị lũ tấn công. Theo trang Bloomberg, giới chức Trung Quốc đang chịu sức ép để đảm bảo lũ lụt không hủy hoại đến tiến trình phục hồi kinh tế của đất nước sau thời gian bị trúng đòn đại dịch COVID-19. Ưu tiên của Trung Quốc lúc này là theo dõi sát sao những con đập ở hạ nguồn sông Dương Tử và Hồ Thái Hồ, cũng như những khu vực nguy hiểm. Theo hãng tin AP, khu vực sông Dương Tử tính đến thời điểm hiện tại đã hứng chịu lượng mưa cao thứ hai kể từ năm 1961. Truyền thông Trung Quốc đưa tin sự việc xảy ra vào sáng nay và quan chức tử vong là ông Thư Minh Trí, chủ nhiệm Trung tâm Dịch vụ Nước khu vực Tân Trùng thuộc quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ông Thư, 67 tuổi, bất tỉnh khi đang ra cố bờ cho một hồ. Sau đó, ông Thư được đưa đến bệnh viện và xác định nguyên nhân tử vong là do xuất huyết não. Ông Thư đã làm việc suốt hơn 30 ngày không ngừng nghỉ nhằm nỗ lực canh gác những con đê ở Vũ Hán trong cuộc chiến chống lũ ở thành phố. Một người nói với Trang Sohu rằng ông Thư định sẽ đi khám bệnh sau mùa lũ. Nếu như người dân Vũ Hán được yêu cầu ở nhà trong quãng thời gian chống dịch, thì trong cuộc chiến chống lũ lụt, người dân đã tình nguyện tham gia tuần tra đê kè, liên tục cảnh giác về tình hình nước lũ trên sông Dương Tử. Theo chính quyền thành phố Vũ Hán, ước tính hiện có khoảng 30.000 người tình nguyện tham gia tuần tra các tuyến đê mỗi ngày ở địa phương này. Ông Trần Quế Á, phó kỹ sư thuộc Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho biết mực nước của sông Trường Giang tại Vũ Hán vẫn sẽ trên mức cảnh báo trong khoảng 10 ngày tới. Ông Trần dự báo nếu không có thêm lũ lụt hoặc tình huống bất ngờ ở thượng nguồn, mực nước trên sông Trường Giang đoạn chảy qua Vũ Hán sẽ giảm xuống còn 27,3m. Các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất là Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam thuộc miền Trung Trung Quốc, An Huy, Chiết Giang và Giang Tô ở phía đông và Trùng Khánh ở phía tây nam. Cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán tỉnh An Huy đã ra lệnh người dân gần khu vực ven sông ở năm thành phố An Khánh, Vu Hồ, Trì Châu, Đồng Lăng, Mã An Sơn di tản. Cục khí tượng Trung Quốc dự báo 2 ngày tới, khu vực hạ lưu Trường Giang sẽ vẫn có mưa lớn,
đặc biệt là khu vực thượng lưu Trường Giang trong tuần tới tiếp tục có mưa lớn và nguy cơ thảm họa cao. Mực nước trên toàn nhánh sông chính của sông Trường Giang thuộc khu vực tỉnh An Huy tiếp tục vượt mức cảnh báo. Dự báo trong 1-2 ngày tới, các trạm kiểm soát chính dọc sông sẽ tiếp tục xuất hiện đỉnh lũ, bộ phận đảo Giang Tâm và đê Ngoại Than đối mặt với sự đe dọa của nước lũ. Theo phân tích sơ bộ của các chuyên gia tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia, sự nóng lên toàn cầu là một lý do chính cho sự bất thường của mưa trong năm nay. Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc Tống Liên Xuân cho biết, các quan sát cho thấy sự nóng lên toàn cầu dẫn đến sự xuất hiện thường xuyên của các hiện tượng thời tiết và khí hậu khắc nghiệt, trong khi Trung Quốc nằm trong khu vực nhạy cảm của biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, đợt mưa xối xả trút xuống tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc gây lũ lớn khiến ít nhất 15 người chết và hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Những cơn mưa lớn bắt đầu từ ngày đầu tháng khiến nước sông Hồ dâng cao đáng kể. Chính quyền tỉnh Hồ Nam hôm nay cho biết, tính đến ngày hôm nay, 15 người đã thiệt mạng, 3 người mất tích, 286.000 người phải sơ tán và hơn 2.700 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng do mưa lũ. Toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiên tai. Thông báo của chính quyền tỉnh Hồ Nam cho hay, đợt mưa lũ ảnh hưởng đến hầu hết tỉnh Hồ Nam. Xinhua dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết, 1,79 triệu người đã bị ảnh hưởng, song không cung cấp thông tin chi tiết. Giới chức đã chuyển lều, giường cấp, thực phẩm và quần áo đến các khu vực bị ảnh hưởng, Xinhua cho biết thêm. Theo chính quyền tỉnh Hồ Nam, đây là đợt mưa lớn nhất và dài nhất kể từ đầu năm. Lượng mưa ở tỉnh này đã tăng hơn 20% trong năm nay so với mức trung bình. Đặc biệt, lượng mưa cao gấp đôi so với những năm trước. Thiệt hại do đợt mưa lũ ước tính lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Hơn 800.000 dân từ 80 huyện ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả và lũ lụt gần đây. Lũ lụt khá phổ biến ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, nơi những trận mưa lớn thường diễn ra vào mùa hè. Năm ngoái, Trung Quốc đã trải qua trận lũ tồi tệ nhất trong một thập kỷ, khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó thành phố Trịnh Châu hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Các chuyên gia tin rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu có thể trở nên tồi tệ hơn vì biến đổi khí hậu do con người gây ra. Thưa quý vị, tính đến 17 giờ 15 phút ngày hôm nay, 24 người đã được cứu khỏi thảm họa lở đất ở Xu Trang, Quý Châu, trong đó 11 người sống sót, 13 người thiệt mạng và 32 người vẫn mất tích. Trụ sở cứu hộ khẩn cấp về thảm họa sạt lở đất thảm khốc ở Xu Trang, Quý Châu tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ hy vọng nào và sẽ nỗ lực hết sức để làm tốt công việc tìm kiếm và cứu hộ nhân viên. Sau khi nhận được báo cáo, Hoàng Minh, bí thư đoàn lãnh đạo đảng của Cục Quản lý Khẩn cấp và Sun Hoang San, lãnh đạo bộ phận, lãnh đạo lập tức chạy đến trung tâm chỉ huy của bộ, kết nối trực tiếp với video hiện trường tiếp tục điều động, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Ông Hoàng Minh yêu cầu, theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, chúng ta nỗ lực hết sức mình để tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa những người bị thương, kiểm tra số người mất tích càng sớm càng tốt, hạn chế tối đa thương vong. Chúng ta phải tăng cường quan trắc địa chất, khí tượng để đề phòng thiên tai thứ cấp và đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ. Tất cả các địa phương phải rút ra suy luận từ trường hợp này đến trường hợp khác, thực hiện chuyên sâu công tác phòng chống thiên tai như lốc xoáy, sạt lở đất, sạt lở núi. Cục Quản lý Khẩn cấp đã khởi động ứng phó khẩn cấp trong đêm và cử Thứ trưởng Zheng Gongguang dẫn đầu một nhóm công tác chung với Bộ Tài nguyên đến hiện trường để hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác xử lý. Yao Ki Quang, điều phối viên chung của địa điểm cứu hộ và cứu nạn, đồng thời là thẩm phán quận Su Trang, cho biết công tác cứu hộ hiện đang được tiến hành một cách có trật tự, công tác tìm kiếm và điều trị nhân viên đang được tiến hành hết sức khẩn cấp. Những người tái định cư sẽ được chuyển đi và tái định cư hợp lý. Chúng tôi tuyển chọn những cán bộ thôn bản có năng lực công tác và thành lập các tổ nhỏ, mỗi tổ 3 đến 4 người chịu trách nhiệm về một gia đình bị thiên tai, Yao Ki Quang nói. Phóng viên thấy hiện trường cứu hộ có gần 1.000 lực lượng cứu hộ từ phòng cháy chữa cháy, mỏ, y tế, cấp cứu, giao thông đang nỗ lực hết mình để thực hiện cứu hộ cứu nạn. Leng Beiyuan, phó đội trưởng đội cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn kiêm giám đốc Cục Quản lý Khẩn cấp Li Pan Shui cho biết anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng và sẽ làm hết sức mình để làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn và điều trị những người bị thương. Tính đến 6 giờ ngày hôm nay, 247 sĩ quan và chiến sĩ từ đội cứu hỏa và cứu nạn tỉnh Quý Châu, 257 người từ 9 đội cứu hộ bom mìn và 56 người từ đội cứu hộ đường hầm Quý Dương đã đến hiện trường cùng với chó tìm kiếm cứu nạn và máy dò sự sống để thăm dò.
Sau khi đội cứu hộ đến hiện trường lập tức tiến hành thẩm định vị trí, bố trí khu vực cảnh báo, chốt bảo vệ, chia hiện trường thành 5 mũi cứu nạn, đồng thời tiến hành cứu hộ, cứu nạn bằng các phương tiện đào, phá và hỗ trợ từ mái nhà. Cầu mong người dân vùng thiên tai có thể vượt qua khó khăn, các thành viên trong đội cứu hộ có thể trở về đội kịp thời, không còn thương vong. Điều tra kỹ lưỡng các nguy cơ tiềm ẩn, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm, tăng cường công tác phòng chống thiên tai, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm công việc, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Sau nhiều tuần mưa lũ nghiêm trọng ở Tây Nam và miền Trung Trung Quốc, những cơn mưa lớn gây lũ lụt dọc sông Dương Tử khiến gần 300.000 người sơ tán ở các tỉnh An Huy và Giang Tây do nhà cửa bị phá hủy, đường phố tê liệt và nhiều người bị mắc kẹt và không có thức ăn hoặc điện. Theo Tân Hoa Xã cho biết, khoảng 147.000 người sơ tán hôm qua tại An Huy khi hơn 2.000 căn nhà bị hư hại sau một tuần mưa bão ở bờ biển phía đông. Khu vực Giang Tây, hơn 151.000 người đã được sơ tán từ hôm trước đến hôm nay và gần 2.000 ngôi nhà bị hư hại. Hôm nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo nhiều trận mưa lớn sẽ diễn ra ở các vùng phía Nam trong những ngày tới. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng mới nhất, tổ chức sơ tán và cứu trợ. Video được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy những ngôi nhà 3 tầng bị sập, đồ đạc trôi nổi trong nước bùn và lính cứu hỏa giúp người dân thoát hiểm từ cửa sổ căn hộ đến nơi an toàn. Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử hôm nay đã đưa ra cảnh báo cam về nguy cơ lũ lụt ở vùng hạ lưu và trung lưu của sông dài nhất Trung Quốc trong bối cảnh mưa lớn được dự đoán tiếp tục diễn ra trong khu vực này 2 ngày tới. Trong khi đó, Cơ quan Phòng chống lũ lụt Hạn hán của tỉnh Hồ Bắc, tỉnh nằm ở khu vực trung lưu của sông Dương Tử, cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, bắt đầu từ 15 giờ theo giờ địa phương hôm nay. Tính đến hôm nay, tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận 14 người tử vong và 5 người mất tích sau khi mưa lớn trút xuống 44 quận tại tỉnh này, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 9 triệu người. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã huy động 303.200 người tuần tra dọc các con đê sông để cảnh báo về nguy cơ lũ lụt. Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh đã sơ tán 17.000 người đến nơi an toàn và huy động 85 chuyến bay tuần tra để theo dõi thảm họa lũ lụt và địa chất. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters ngày hôm qua, hai tỉnh ở miền Nam Trung Quốc là Quảng Đông và Giang Tây nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao kỷ lục, buộc người dân phải sơ tán và công việc bị gián đoạn sau nhiều tuần mưa như chút nước. Thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi có lượng mưa trung bình kể từ khi bắt đầu mùa lũ, đã phá vỡ kỷ lục, nâng cảnh báo lũ lên cấp 1, cấp cao nhất. Chính quyền địa phương yêu cầu cư dân của các cộng đồng dọc theo bờ sông và các khu vực trũng thấp di chuyển đến vùng đất cao hơn, sau khi nước lũ tại đây đạt mức cao nhất trong hơn 60 năm. Hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh người dân tụ tập tại các trường học được chuyển đổi thành nơi cư trú ẩn tạm thời ở thành phố Thiểu Quan của tỉnh Quảng Đông. Hàng trăm cái lều được dựng lên trên sân thể thao. Thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, gần Thiểu Quan cũng nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất vào khoảng giữa trưa của ngày khi nước dâng. Hôm qua, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán trong thời gian xảy ra mưa lũ. Và đến nay, tỉnh này hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, tại tỉnh Giang Tây, chính quyền đưa ra báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế tại đây lên tới 470 triệu nhân dân tệ, khoảng 70,21 triệu đô la Mỹ. Với 43.300 ha cây trồng bị hư hại, tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người phải sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt. Ở Quảng Tây, nước đục ngầu tràn ngập các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ di tản dân trên xuồng cao su, mùa mưa và mùa hè, kéo theo lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc hầu như mỗi năm. Tuy nhiên, các nhóm môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu có thể mang đến những trận mưa lớn hơn và thường xuyên hơn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng trước đến giữa tháng này 621mm, cao nhất kể từ năm 1961. Với những trận mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông Trung Quốc, Thời báo Hoàn Cầu đầu tuần này cho biết 85 con sông trên toàn quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm nay đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 4 do mưa lớn ở miền Nam nước này. Tân Hoa Xã cho biết động thái trên diễn ra sau dự báo về những trận mưa như chút nước ở 7 tỉnh miền Nam Trung Quốc. Cụ thể, từ ngày hôm nay đến 2 ngày tới, mưa lớn dự kiến được ghi nhận ở các tỉnh Giang Tây, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam và Quý Châu, khiến mực nước sông có khả năng tăng lên đáng kể và dẫn tới cảnh báo lũ lụt. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến tỉnh Giang Tây để hướng dẫn công tác ứng phó lũ lụt.
Trước đó, một nhóm công tác khác cũng tới tỉnh Vân Nam hôm qua vì một số con sông được nâng mức cảnh báo khẩn cấp lên cấp độ 4. Tính đến ngày hôm nay, mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trong số này, theo Tân Hoa Xã, chính quyền huyện Vũ Bình, tỉnh Phúc Kiến cho biết 8 người thiệt mạng trong 2 vụ sập nhà do lở đất ở địa phương. Mưa lớn bắt đầu trút xuống huyện Vũ Bình từ tối 3 ngày trước đó theo giờ địa phương. Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy phố xá ngập trong bùn lầy và một số con đường bị cuốn trôi một phần. Ít nhất 39 ngôi nhà bị hư hại trong lúc hơn 1.600 người phải sơ tán tại địa phương này. Ngoài ra, 5 người thiệt mạng và 3 người mất tích ở tỉnh Vân Nam, theo đài truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc. Cũng tại tỉnh này, thời tiết cực đoan đã làm hư hại đường xá, cầu cống và cơ sở hạ tầng viễn thông, điện lực ở huyện Khâu Bắc. Trang Bloomberg gần đây dẫn dự báo của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết lũ lụt ở miền Bắc và miền Nam nước này có thể tồi tệ như mùa hè năm ngoái, thời điểm những trận mưa xối xả khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hơn 27.000 người ở 22 quận, huyện thuộc khu tự trị Quảng Tây bị ảnh hưởng bởi mưa lớn hồi giữa tháng này. Ngoài ra, hơn 2.300 ha hoa màu bị hư hại, gây thiệt hại khoảng 104 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 15,5 triệu đô la Mỹ. Tại tỉnh Quảng Đông, nhiều thành phố buộc phải đóng cửa các trường học do những trận mưa như trút nước. Theo NCC, lũ lụt năm nay được cho là tương đối tồi tệ và khắc nghiệt hơn so với mức trung bình trong lịch sử. Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn cùng với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một báo cáo riêng rằng các thành phố phải cảnh giác và nhận ra mối nguy hiểm ngày càng tăng do biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Kính thưa quý vị khán giả, trang web của Chính quyền Nhân dân thành phố Beijing, tỉnh Quý Châu đưa tin, vào khoảng 19 giờ ngày hôm qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại khu vực xây dựng dự án cơ sở đào tạo của Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố Beijing ở Quý Hoa, đường phố Qinghai Lake New District, Beijing City đã bị lún sụt khiến mọi người bị mắc kẹt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh thành phố đã lập tức ra quân ứng cứu khẩn cấp và thành phố lập trụ sở khẩn cấp. Hiện tại, tổng số hơn 720 người từ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, xây dựng nhà ở, tài nguyên, y tế, công an và các ban ngành khác đã được huy động tại hiện trường và 8 tổ công tác gồm cấp cứu, khẩn cấp, an ninh, y tế, hậu cần. Đã thành lập và điều động 16 máy xúc, thiết bị phá dỡ 10 bộ, 16 bộ xe cứu thương và các thiết bị cứu hộ như cần cẩu, máy bay không người lái, máy dò sự sống, chó tìm kiếm cứu nạn, thực hiện đầy đủ công tác cứu hộ và xử lý. Tính đến 7 giờ 30 phút ngày hôm nay, sau khi dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn, 8 người đã được cứu sống, trong đó 3 người đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện. Hiện đã ổn định sức khỏe, 5 người đã tử vong. Bước đầu xác minh có 9 người vẫn mất tích, hiện tại công tác cứu hộ đang được tiến hành. Theo tin tức của CCTV vừa qua đưa tin, nhóm công tác đã đến địa điểm xảy ra vụ sạt lở đất ở Sucheng, Quý Châu trong đêm, kiểm tra tình hình cứu hộ với người có liên quan phụ trách Bộ Tài nguyên và các chuyên gia, đồng thời tổ chức họp tại chỗ chỉ đạo công tác cứu hộ. Tính đến 18 giờ ngày hôm nay, tổng số 26 người đã được tìm kiếm cứu nạn, trong đó 11 người sống sót, 15 người chết, 30 người mất liên lạc. Wang Ji, đội trưởng đội cứu hộ Bầu Trời Xanh Quý Châu, nói với tờ tin tức Bắc Kinh rằng do khối sạt lở đã chặn hẻm núi, nước mưa xung quanh chảy vào vùng trũng, tạo thành một hồ đập nhỏ. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày hôm nay, hồ đập đã được phá bỏ. Tờ tin tức Bắc Kinh trước đó đưa tin, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày hôm qua, một trận lở đất đã xảy ra tại hệ tầng Changgu thuộc làng Pingdi, thị trấn Yichang, huyện Sucheng, tỉnh Quý Châu. Đến khoảng 18 giờ, Ban Chỉ huy Cứu nạn Khẩn cấp địa phương thông báo tình hình cứu nạn. Tính đến 17 giờ 45 phút đã cứu được 24 người, trong đó 11 người sống sót, 13 người tử vong, 32 người mất liên lạc. Wang Ji nói với tờ tin tức Bắc Kinh rằng tổng cộng 60 người từ đội cứu hộ đã được điều động để tham gia cứu hộ. Hiện trường chia làm 4 đội cứu hộ, nhóm 7 người đồng thời làm việc. 11 giờ đêm qua, chúng tôi nhận được thông báo từ bộ phận cấp cứu. Đội cứu hộ đã đến hiện trường lúc 1 giờ sáng hôm nay. 10 giờ 50 phút sáng nay tại hiện trường cứu nạn, trời mưa rất to. Khoảng 3 giờ chiều mưa tại hiện trường đã bớt đi một chút. Theo ông Wang Ji, khó khăn hiện nay của công tác cứu hộ tại chỗ được chia thành 3 khía cạnh sau. Thứ nhất, người dân bị vùi lấp sâu. Thứ hai, không thể xác định có người sống sót hay không. Vì vậy, việc vận hành máy móc xây dựng quy mô lớn càng phải thận trọng. Thứ ba, do mưa tại chỗ và đất bị hóa lỏng nên quá trình cứu hộ cần phải đề phòng sạt lở thứ cấp. Sau khi sạt lở xảy ra, do khối sạt lở đã chặn hẻm núi nên nước mưa xung quanh thu vào vùng trũng thấp, khu vực nằm giữa vào một hồ đập đã được hình thành, bên trái và bên phải đã được dọn dẹp và loại trừ.
Yang Yong, đội trưởng đội cứu hộ Bầu Trời Xanh, nói với tờ tin tức Bắc Kinh rằng cuộc giải cứu hiện tại chủ yếu sử dụng các hoạt động đào đắp lớn và sự hợp tác của máy móc hạng nặng. Đội cứu hộ đầu tiên phân định khu vực cứu hộ, sau đó dùng máy xúc để đào, chủ yếu sử dụng máy dò âm thanh và thiết bị USA. Để đối phó với các nguyên nhân gây ra lở đất, thảm họa tiếp theo, chiến lược cứu hộ và các vấn đề khác, mà đồng tàu, nhà nghiên cứu tại Viện Môi trường và Hiểm họa núi Thành Đô, Bộ Tài nguyên nước, Viện Khoa học Trung Quốc và là một chuyên gia trong cuộc đánh giá của các dự án phòng chống thiên tai và địa chất từ Sở Đất đai và Tài nguyên tỉnh Tứ Xuyên, cho biết rằng phải có một số dấu hiệu trước khi sạt lở đất. Ví dụ, có những vết nứt trên sườn đồi vuông góc với xu hướng của núi và tiếp tục tăng áp thấp, hoặc các chỗ phồng xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng, sự xuất hiện và biến mất của các vùng nước. Mà đồng tàu nói với phóng viên tin tức Bắc Kinh rằng sự suy thoái của môi trường địa chất sẽ gây ra lở đất, và các nguyên nhân khiến môi trường địa chất xấu đi chủ yếu được chia thành hai loại, tự nhiên và nhân tạo. Mà đồng tàu nói rằng các yếu tố tự nhiên bao gồm động đất làm cho núi bị vỡ và bong ra, mưa bão xâm nhập vào đất làm cho đất tăng trọng lượng sau khi gặp phải rào cản nước trong núi không thấm. Một mặt trượt được hình thành giữa hai bề mặt và như thế sẽ xảy ra sạt lở. Các yếu tố con người bao gồm làm đường, làm nhà, hành vi đào bới trong khai thác mỏ, phá rừng trên sườn đồi và rung chấn do chất nổ khai thác gây ra. Về các thảm họa thứ cấp có thể xảy ra sau sạt lở đất, ông Ma Đông Tao cho rằng sạt lở cục bộ có dạng hình nan quạt, tương đối thoai thoải, không có thung lũng lớn nên nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp như sạt lở đất, hồ đập là không lớn. Mà đồng tàu cho rằng ưu tiên hàng đầu của cứu hộ là kiểm tra những ngọn núi xung quanh không bị lở đất, xem có dấu hiệu nứt trên bề mặt hay không, và sơ tán người dân để đề phòng sạt lở thêm. Cũng có thể ước tính vị trí hiện tại của ngôi nhà bị vùi lấp dựa trên dấu hiệu sạt lở, tiết kiệm thời gian cứu hộ. Ngoài ra, độ sâu sạt lở khác nhau, càng xa chỗ sạt lở thì độ sâu càng nông. Cá nhân tôi cho rằng nên đào phần cạn trước, đó là cách nhanh nhất. Lê Bayuan, Phó đội trưởng đội cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn cho trận lở đất lớn ở Gongju, Sichuan và là giám đốc của Cục Quản lý Khẩn cấp Lithuania cho biết, cho đến giây phút cuối cùng, đừng bao giờ bỏ cuộc, cần tiếp tục tìm kiếm cứu nạn và điều trị những người bị thương. Bị chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn, một cơn bão khác sắp đổ bộ, tình hình lũ lụt trên đất liền vẫn còn khá gay gắt. Theo thống kê của Bộ Thủy lợi, tính đến nay hơn 60 sông hồ, trong đó có một số phụ lưu của thượng lưu sông Dương Tử và đoạn thông quan ở trung lưu sông Hoàng Hà vẫn vượt quá mức cảnh báo và đã vào cuộc kiểm soát lũ. Theo Nhân dân Nhật báo, trạm Ryongotan trên dòng chính sông Dương Tử đã liên tục vượt quá cảnh báo trong 46 ngày. Vừa qua, trận lũ số 5 năm nay trên sông Hoàng Hà đã diễn ra. Và ngày hôm qua, hồ chứa Tam Hiệp sẽ gây ra trận lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa, với lưu lượng ước tính là 76.000 m3 mỗi giây. Theo Chu Minh Hua, Giám đốc Phòng chống lũ lụt của Cục Phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán thuộc Bộ Tài nguyên nước của Đại lục, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng 1,18 m trong một ngày và dự kiến dâng lên tối đa khoảng 166,3 m, chỉ cách mực nước dâng bình thường 8,7 m. Sông Hoài Hà bị ngập lụt một lần trong 10 năm. Liu Jiyun, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Trung tâm Theo dõi và Dự báo Thủy văn và Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên nước Đại lục, cho biết dự kiến lượng mưa mùa thu ở miền Tây Trung Quốc có thể nhiều hơn một chút trong năm nay và vẫn còn khả năng xảy ra một trận lũ khác với số lượng hơn 50.000 m3 mỗi giây ở thượng lưu sông Dương Tử. Ngoài ra, kể từ khi cơn bão số 7 Hikot đổ bộ vào bờ biển huyện Jiwan, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông và đổ bộ sau khi mạnh lên ngoài khơi, sức gió tối đa đạt cấp 12 sẽ mang lại thiệt hại cục bộ cho Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Quý Châu và các nơi khác. Chịu ảnh hưởng của bão, khả năng cao xảy ra thiên tai lũ lụt, lũ quét sườn núi trên các sông vừa và nhỏ trong vùng mưa bão. Chu Minh Hoa cho biết, dòng chảy ra của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng từ 44.000 m3 mỗi giây lên 48.000 m3 mỗi giây, giảm gánh nặng cho hồ chứa Tam Hiệp và vùng thượng lưu hồ chứa. Công tác phòng chống lụt bão và ứng cứu khẩn cấp năm nay sẽ diễn ra trong thời gian dài, chiến tuyến cường độ cao, tất cả các địa phương, ban ngành phải kiên quyết khắc phục tâm lý tê liệt, lỏng lẻo. Các lĩnh vực liên quan cần tiếp tục làm tốt công tác phòng chống thiên tai lũ lụt trên núi và đảm bảo an toàn cho các hồ chứa vừa và nhỏ. Thưa quý vị, sau khi đoạn video Long Kagu gặp lũ quét được lan truyền trên mạng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.
Một số ý kiến đặt câu hỏi rằng mặc dù thung lũng Long Khao không phải là một địa điểm thu hút khách du lịch được quy định, nhưng có rất nhiều lời giới thiệu về địa điểm này trên nhiều nền tảng xã hội. Một số nền tảng video ngắn thậm chí còn quảng bá thung lũng Long Khao là một thắng cảnh nổi tiếng ở Bành Châu. Tại sao lại như vậy? Chính quyền địa phương không có biện pháp hiệu quả để khuyến khích và giám sát. Thung lũng Long Khao ở Bành Châu, Tứ Xuyên là kênh xả lũ, rất đông du khách xuống nước vui chơi. Trận lũ quét bất ngờ khiến 4 người chết và 9 người bị thương. Tin tức thượng nguồn từ đại lục cho biết, để ứng phó với thảm họa núi lửa xảy ra ở Long Khao Gu, thị trấn Long Môn Sơn, thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày hôm đó xảy ra trận lũ quét núi đã làm 4 người chết, 3 người bị thương nặng, 6 người bị thương nhẹ. Những người bị thương đã được đưa đi bệnh viện điều trị. Thưa quý vị, gần đây, khu vực phía Nam đã hứng chịu lượng mưa lớn liên tiếp và lượng mưa hàng ngày ở nhiều nơi đã vượt quá giá trị cực đoan lịch sử. Sông Dương Tử cũng trải qua trận lũ lụt năm nay. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo màu cam về mưa lớn trong 2 ngày liên tiếp và Bộ Quốc phòng cũng đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt lên cấp 3. Vừa qua, thành phố Vũ Hán đã hứng chịu trận mưa lớn, nước đọng ngang thắt lưng xuất hiện ở các khu vực thuộc quận Hangpi của Vũ Hán, Quan Chan, Luji, Lutai, Yayu, Vilat và những nơi khác, và nhiều nơi đã bị mắc kẹt. Hình ảnh cho thấy các nhân viên cứu hỏa và binh sĩ chuyển những người bị mắc kẹt ở phố Quan Chan, quận Gongpi. Lượng mưa ngày càng nhiều ở Nam Bộ đã vượt ngưỡng cực trị, công tác ứng phó khẩn cấp với thiên tai khí tượng lần lượt được nâng cấp. Tin tức từ Đài quan sát khí tượng Trung ương cho thấy đã có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở Đông Bắc Hồ Bắc, Bắc Hồ Nam, Đông Nam Hà Nam, Trung An Huy, Trung Giang Tô và Nam Quảng Tây. Mưa cục bộ ở Tân Dương ở Hà Nam, Chao Hu ở An Huy và Phan Trinh Gang ở Quảng Tây đạt 150-298mm. Lượng mưa cục bộ theo giờ ở Đông Bắc, Hồ Bắc và những nơi khác là 60-80mm. Ngoài ra, từ ban ngày đến đêm, lượng mưa hàng ngày ở Mang Cheng, Jingmen, Shaoxiang, Wangpi và những nơi khác ở Hồ Bắc đã phá vỡ mức cực đoan lịch sử kể từ khi ghi nhận kỷ lục khí tượng địa phương. Đến 18 giờ ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam đối với mưa lớn và cảnh báo màu vàng đối với gió mạnh trên biển. Cục khí tượng Trung Quốc và các bộ phận liên quan đã cùng ban hành cảnh báo rủi ro khí tượng thiên tai địa chất và cảnh báo khí tượng thiên tai núi lửa. Tổng cục khí tượng Trung Quốc cũng nâng cấp ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với các thảm họa khí tượng mưa lớn lên cấp 2 vào lúc 18 giờ cùng ngày. Và chỉ một ngày trước, hệ thống ứng cứu khẩn cấp vừa được nâng cấp từ cấp 4 lên cấp 3. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo trong những ngày tới sẽ có mưa to ở khu vực Đông Nam, Tây Nam, Trung và Đông Giang Sơn, Nam Hoàng Hà, Giang Tây, Hồ Nam và phần phía Bắc của sông. Trong đó có mưa to đến rất to hoặc mưa rất to ở các khu vực Trung và Bắc Giang Tô, An Huy, Đông Hồ Bắc, Tây Bắc Hồ Nam và Đông Nam Quý Châu. Cục bộ có mưa đối lưu mạnh như dông trong thời gian ngắn và gió giật mạnh tối đa hàng giờ, lượng mưa là 60-80mm. Mưa khiến hơn 30 người chết và mất tích ở 11 tỉnh, nhiều thành phố ở Hồ Bắc bị ngập lụt. Theo thông tin từ Bộ Dân Chính, trong những ngày qua, lượng mưa lớn vẫn tiếp tục ở khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, dọc theo sông Dương Tử và các khu vực phía Tây Nam. Tính đến 9 giờ hôm nay, lượng mưa lớn đã khiến Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam và các tỉnh khác đã bị lũ lụt, lở đất và các thảm họa khác, đã khiến 2,772 triệu người tại 133 quận thành phố ở 37 thành phố, quận tự trị thuộc 11 tỉnh nói trên, 14 người chết, 20 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,14 tỷ nhân dân tệ. Hồ Bắc hứng chịu lượng mưa mạnh nhất trong năm nay và trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Báo cáo thiên tai của Sở Nội vụ tỉnh cho thấy lượng mưa đã ảnh hưởng đến 1,6501 triệu người ở 15 thành phố và tiểu bang trong tỉnh, với 6 người chết và 4 người mất tích. Theo thống kê, tính đến 13 giờ cùng ngày, 38 quận và thành phố đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 110,86 nghìn ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 591 triệu nhân dân tệ. Đợt mưa xối xả này cũng dẫn đến các tình huống nguy hiểm như ngập úng đô thị, lũ lụt tăng vọt và sạt lở đất ở Huan, Guangpi, NC Lichuan, Xigao, Wandu, Wangang, Lotian, Jimeng và những nơi khác. Vào lúc 14 giờ cùng ngày, dòng chảy vào của Tam Hiệp đạt 50.000 mét khối mỗi giây. Đây là đỉnh lũ lớn nhất mà hồ Tam Hiệp đã đạt được kể từ mùa lũ năm nay. Khi đỉnh lũ qua biên giới, hồ chứa nước Tam Hiệp có vai trò ngăn chặn lũ và giảm đỉnh, giảm gần 40% lượng lũ.
Hiện tại khu vực hồ chứa nước Tam Hiệp và đoạn sông Tam Hiệp đã thông xe. Hình ảnh cho thấy khu vực hồ chứa nước Tam Hiệp mở cửa cho hàng hải và các tàu đang chở một cách trật tự ở phía thượng nguồn của đập Tam Hiệp. Thời gian gần đây mưa lớn thường xuyên xảy ra trên phạm vi cả nước, mực nước các sông dâng cao, nhiều sông xảy ra lũ quá mức, thậm chí vượt mức đảm bảo an toàn, nhiều tỉnh đã xảy ra lũ lụt bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn ở khu vực hồ chứa. Lúc 14 giờ, hồ chứa Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Dương Tử có lưu lượng đỉnh 50.000 m khối trên giây và là trận lũ số 5 của sông Dương Tử năm nay. Ngoài ra, tính đến 8 giờ ngày hôm qua, mực nước trung bình của hồ Thái Hồ đã đạt 4,35 m, vượt mức cảnh báo 0,55 m. Theo bản tin tình hình nước của Cục Thủy văn sông Dương Tử, trong 5 ngày tới, mực nước từng trạm ở trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ lên, mực nước đoạn Jiangli đến Lushan sẽ lên đến mực nước cảnh báo khoảng 13,8 m. Để đối phó với đỉnh lũ, Cục An toàn hàng hải Tam Hiệp đã triển khai cảnh báo khí tượng cấp 3 màu vàng vào lúc 18 giờ. Đồng thời ban hành thông báo về mưa lớn ở thành phố Nghi Sương và sự gia tăng dòng chảy của đập Tam Hiệp, nhắc nhở tất cả các tàu và các đơn vị liên quan tăng cường túc trực, bám sát diễn biến của tình hình thời tiết, nguồn nước để có biện pháp phòng tránh trước. Vào lúc 14 giờ, lực lượng phòng vệ quốc gia đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt lên cấp 3 và cử 6 nhóm công tác đến các lưu vực sông Hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang và Thủy Dương. Trên cơ sở 4 nhóm công tác được cử đến Hồ Nam, lưu vực sông Giang Tô, Chiết Giang và Thủy Dương. Trước đó, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và những nơi khác hỗ trợ và hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt. Ngoài ra, công tác khắc phục khẩn cấp 115 vụ sạt lở bờ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử ảnh hưởng đến an toàn mùa lũ năm nay đã hoàn thành. Một số bộ phận và nhân viên liên quan đến khí tượng, kiểm soát lũ lụt và các vấn đề hàng hải, quản lý đường bộ và dân sự ở hạ lưu sông Dương Tử đang ở chế độ chờ. Các công dân sống trên phố Di Khang, Nam Kinh ra vào khu dân cư trong cảnh nước đọng. Cùng ngày, một trận mưa lớn ập xuống Nam Kinh đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân địa phương. Cục Khí tượng Trung Quốc, các hiện tượng mưa cực đoan thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi trong tháng này. Vừa qua, Cục Khí tượng Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo giới thiệu rằng các đặc điểm thời tiết và khí hậu quốc gia trong tháng này như sau. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc cao thứ 3 trong cùng thời kỳ trong lịch sử, lượng mưa cao hơn bình thường 16,4% và các hiện tượng mưa cực lớn đã xảy ra ở nhiều nơi. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình trên toàn quốc là 110,9 mm, cao hơn 16,4% so với mức 95,3 mm của cùng kỳ năm trước, cao thứ 5 kể từ năm 1951. Trong số đó, phía Bắc Đông Bắc, Trung và Tây Nội Mông, Hoàng Hoài, Đông Giang Hoài, Bắc Giang Nam, Bắc Tân Cương, Tây Cam Túc, Tây Tạng và phần trung tâm phía Nam cao hơn từ 20% đến 100% và khu vực địa phương cao hơn 100%. Hầu hết các phần phía Nam và phía Đông của Tây Bắc Trung Quốc, Tây Nam, Giang Nam và một phần của Nam Hoa Nam có tỷ lệ thấp hơn 20% đến 50%, trong đó phía Nam Tân Cương là dưới 50% đến 80%. Ngoài ra, các hiện tượng mưa cực đoan thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi trong tháng. Tính đến nay, tổng cộng 69 trạm trên toàn quốc đã trải qua các hiện tượng mưa hàng ngày cực đoan, chủ yếu ở phía Tây Đông Bắc Hoàng Hoài, Giang Hoài, Bắc Giang Nam và Đông, Tây Nam Trung Quốc. Trong số đó, như Xi'an ở An Huy 295,2 mm, ở Quảng Đức 276,6 mm, Hunan Hunzhou 257,6 mm, Zhejiang Hunzhou 227,6 mm và 10 trạm khác có lượng mưa hàng ngày vượt qua mức cực đoan lịch sử. Tính đến nay, 26 trạm trên toàn quốc đã trải qua các trận mưa liên tiếp cực độ, bao gồm lượng mưa 15 ngày liên tiếp ở Đồng Giang và ở Hắc Long Giang và 10 ngày liên tiếp ở Ao Han Bainer ở Nội Mông, cả hai đều vượt quá mức cực đoan lịch sử. Chào Tân Hoa Xã, trong những ngày qua, lũ lụt và mưa to đã ảnh hưởng nặng đến 20 tỉnh thành ở Trung Quốc, làm chết ít nhất 171 người và hàng triệu người phải sơ tán. Lũ lụt cũng đang đe dọa gây ra nguy cơ vỡ bờ, sạt lở ở các con sông lớn như Hoàng Hà, Châu Giang và Dương Tử. Nguồn tin từ Sở Nguồn nước tỉnh Quảng Đông khẳng định mực nước sông Châu Giang đã đạt đến đỉnh lũ lịch sử trong vòng 50 năm qua và hôm nay là thời điểm chiều cường cao nhất trong tháng. Nước lũ đã nhấn chìm nhiều vùng thuộc châu thổ sông Châu Giang, nơi tập trung những khu công nghiệp trọng yếu của Trung Quốc. Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo miền Bắc Trung Quốc có khả năng sẽ hứng chịu đợt lũ lịch sử bởi mưa lớn liên tục trong tuần qua đã khiến mực nước sông Hoàng Hà, một trong những con sông dài nhất Trung Quốc, đang dâng cao và có nguy cơ vỡ bờ do lưu lượng nước quá lớn, khả năng sẽ gây ngập lụt sâu trên diện rộng ở vùng này. Dự báo trong vài ngày tới sẽ có mưa to và bão xảy ra ở vùng thượng nguồn các con sông này, khiến nguy cơ lũ lụt nặng càng dâng cao.
Trung tâm Phòng chống lụt bão Trung Quốc đã ra lệnh cho chính quyền địa phương gia cố đê bao trọng yếu các vùng châu thổ của những con sông trên nhằm giảm tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản, đồng thời chuẩn bị sơ tán người trong trường hợp nguy hiểm. Theo Tân Hoa Xã, trận mưa lũ đợt này đã làm thiệt hại khoảng 860.000 ha hoa màu, sập hàng chục ngàn căn nhà và đường xá hư hại nặng nề, tổng thiệt hại theo ước tính ban đầu là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, nước sông Trường Giang, con sông dài nhất Trung Quốc và dài thứ ba thế giới, dâng cao nhanh chóng trong những tuần gần đây, tràn bờ nhấn chìm các vùng đất lân cận, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Cùng lúc áp lực gia tăng với đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới được xây dựng vào năm 2003 trên sông Trường Giang. Công ty vận hành đập cho biết họ bước vào tình trạng khẩn cấp khi mực nước hồ chứa gần đạt mức tối đa. Những con đường và các lầu ven sông ở thành phố Vũ Hán bị nhấn chìm dưới lũ. Tại một số ngôi làng ở Nam Vũ Hán, chính quyền địa phương triển khai các đội cứu hộ đi thuyền để giải cứu người dân từ những ngôi nhà bị ngập. Do mưa lớn nhiều ngày, lũ lụt đe dọa ảnh hưởng đến 480 triệu cư dân và các đô thị lớn, bao gồm Thượng Hải, Vũ Hán, Trùng Khánh, nằm trong lưu vực rộng 2,8 triệu km vuông của Trường Giang. Khu vực này cũng chiếm phần lớn tổng sản lượng kinh tế hàng năm của Trung Quốc. Lũ lụt bắt đầu rút vào cuối tháng vừa qua là thiên tai tồi tệ nhất trong một thập kỷ tại đất nước vẫn đang phục hồi sau đại dịch. Ít nhất 158 người đã chết và mất tích và 4 triệu người phải sơ tán. Song cho đến nay, trận lụt vẫn chưa giáng đòn mạnh vào nền kinh tế. Trên thực tế, Li Yao, nghiên cứu viên tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, ước tính trong nghiên cứu sơ bộ rằng trận lụt chỉ làm giảm 0,17% GDP năm nay của Trung Quốc, thiệt hại ít hơn nhiều so với các thiên tai trước đó. Có lẽ Trung Quốc không quá khó khăn để chống chọi với thiệt hại kinh tế tổng thể do lũ lụt gây ra, bà Li nói. Việc lũ lụt chưa gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Trung Quốc không phải ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã phát triển những vùng đất ngập nước mới và xây dựng những con đập mới để ứng phó với mối đe dọa như vậy. Quỹ đạo của nước lũ phản ánh các ưu tiên của chính phủ với cơ sở hạ tầng mới được xây dựng bảo vệ các thành phố và trung tâm công nghiệp, trong khi đất nông nghiệp và làng mạc nông thôn sẽ chịu thiệt hại. Mưa mùa xuân và mùa hè ở Trung Quốc có nguy cơ gây ra lũ lụt hàng năm, khiến nước này chịu thiệt hại trực tiếp trung bình 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Công ty nghiên cứu China Water Risk ước tính rằng mỗi năm Trung Quốc phải gánh chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Jennifer Turner, giám đốc diễn đàn môi trường Trung Quốc của trung tâm Wilson cho biết biến đổi khí hậu đã làm tăng nguy cơ lũ lụt tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Bà nói mưa lớn ở Trung Quốc đã tăng khoảng 4% mỗi 10 năm trong năm thập kỷ qua trong bối cảnh khí hậu thay đổi. Trận lũ lụt kinh hoàng nhất Trung Quốc xảy ra vào năm 1998 khi sông Trường Giang tràn bờ, làm thiệt mạng hơn 4.000 người và khiến hơn 14 triệu người mất nhà cửa. Năm 2016, lũ lụt ở Trường Giang giết chết gần 700 người và gây thiệt hại hơn 30 tỷ đô la Mỹ cho đất nước. Thảm họa năm 1998 đã khiến GDP Trung Quốc giảm 1,9%, trong khi trận lụt năm 2016 khiến GDP giảm 0,3%. So sánh, lũ lụt năm nay dự kiến gây tổn hại cho nền kinh tế ở mức thấp hơn, mặc dù chuyên gia Lee cảnh báo có thể vẫn còn sớm để ước tính các tác động kinh tế cuối cùng. Một điều chắc chắn là lũ lụt năm nay làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ở mức độ nào đó, khiến dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ và gây ra sự chậm trễ trong các ngành khác nhau. Lưu vực Trường Giang là trung tâm xây dựng và nông nghiệp quan trọng của Trung Quốc, đồng thời là nơi đặt nhà máy của các công ty sản xuất ô tô, thiết bị y tế và thép. Vừa qua, Reuters đưa tin lũ lụt làm trì hoãn việc vận chuyển các lô hàng thiết bị bảo vệ cá nhân đến Mỹ, nơi đang rất cần đến chúng để chống dịch. Cuối tháng trước, đại diện một số công ty vận tải nói với Supply Chain Drive rằng một số bến tàu nội địa dọc sông Trường Giang đã bị đóng cửa và các nhà buôn trên bờ cũng đang hoạt động với công suất nhỏ hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, tác động của lũ lụt đối với chuỗi cung ứng khu vực có vẻ chưa quá nghiêm trọng. Bà Li nói rằng chuỗi cung ứng hàng hóa như bột giặt, dầu gội đầu và khẩu trang y tế bị chậm trễ. Các nhà máy dọc theo sông Trường Giang sản xuất các sản phẩm như vậy. Nhưng bất kỳ sự gián đoạn nào mà họ gặp phải đều có thể do các nhà máy ở các khu vực khác tạo ra, bà nói. Rino Adronan,
chuyên gia về chuỗi cung ứng tại công ty tư vấn China Manufacturing Consultant ở Thâm Quyến, làm việc với các công ty nước ngoài có nhà máy ven sông Trường Giang. Ông nói rằng các nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi nếu lũ lụt nghiêm trọng, nhưng cho đến nay ông chưa nghe nói về bất kỳ sự gián đoạn lớn nào, hoặc các nhà sản xuất đã gặp may. Anjoran nói với Fortune, hoặc lũ lụt được điều hướng đến các khu vực phi công nghiệp. Sự may mắn không có nhiều tác động trong chuyện này. Chiến lược phòng chống lũ lụt của Trung Quốc là xả lũ vào khu vực đất nông nghiệp như biện pháp để đảm bảo an toàn cho các thành phố và khu công nghiệp. Tổng cộng Trung Quốc có hơn 98.000 đập, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên trái đất. Để đối phó với lũ lụt năm 1998, chính quyền Trung ương đã thành lập 7 ủy ban lưu vực sông để cung cấp kinh phí cho các dự án cơ sở hạ tầng và lập kế hoạch triển khai các biện pháp kiểm soát lũ lụt dọc theo các tuyến đường thủy chính. Sáng kiến này củng cố sự phụ thuộc của Trung Quốc vào mạng lưới đập rộng lớn dọc sông Trường Giang và các phụ lưu của nó, phương pháp trực tiếp nhất mà Bắc Kinh sử dụng để kiểm soát lũ lụt và cách ly các thành phố. Chiến lược này được nhìn thấy vừa qua khi các nhà chức trách ở tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc mở các cống của đập Vương Gia Bá nhằm bảo vệ các thành phố và khu vực đông dân hơn ở hạ lưu, nhưng lại làm ngập nhiều diện tích đất nông nghiệp và buộc hàng nghìn cư dân nông thôn phải sơ tán ngay lập tức. Theo Sinton, tại thị trấn Yongdunje, nằm trên con sông nhỏ phía nam sông Trường Giang, đoạn chảy qua tỉnh Giang Tây, nước lũ đã tràn đến tầng 2 của những ngôi nhà vào giữa tháng trước sau khi tỉnh lân cận xả lũ. Cư dân Yongdunje hầu như không có khả năng phòng vệ trước sự tấn công dữ dội của lũ, vì chính quyền địa phương thiếu cơ sở hạ tầng hoặc nguồn lực để điều hướng lũ khỏi làng. Theo Reuters đưa tin, một con đập 55 năm tuổi đã bị sập ở tỉnh Quảng Tây, khiến các cộng đồng ở Hạ Du đối diện nguy cơ bị ngập. Bà Ly ước tính rằng trận lụt năm nay đã làm ngập hơn 51.900 km2 đất nông nghiệp của Trung Quốc. Trận lụt năm 2016 bao phủ gần như cùng diện tích đất nông nghiệp. Trong khi năm trận lụt năm 1998 nhấn chìm hơn 207.000 km2 đất nông nghiệp, Darwin Frederick, nhà phân tích hàng hóa tại Stonic Group ở Thượng Hải, nói rằng giá rau và thịt lợn ở Trung Quốc tăng cao vào giữa và cuối tháng trước do hậu quả của lũ lụt. Thủy sản có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất như lúa gạo, cây trồng phổ biến nhất trong vùng. Một số loại cây trồng như cải dầu và lúa mì được thu hoạch trước khi lũ lụt trở nên tồi tệ. Ông Frederick nói, nhìn chung thị trường chưa có vẻ gì là quá lo lắng về tình trạng thiếu hụt do lũ lụt gây ra. Tuy nhiên, những người nông dân có xu hướng trồng những loại cây này là một nỗi lo. Tai họa báo trước, bà Turner cho biết hàng trăm nghìn người trong số họ đã phải sơ tán vì lũ lụt và đối mặt với những trở ngại to lớn trong việc phục hồi sau thiên tai. Không có tiêu chuẩn thống nhất về giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt cũng như các giải pháp dựa vào thiên nhiên ở các vùng nông thôn của Trung Quốc, bà Turner nói. Để đối phó với những trận lũ lụt trước đây, bà Turner cho biết chính phủ Trung ương đã khởi động chương trình thành phố bọt biển vào năm 2015, trong đó yêu cầu các trung tâm đô thị tạo ra các vùng đất ngập nước, vườn mưa và những nơi dễ rút nước khác để hấp thụ nước mưa dư thừa. Những chính sách như vậy vẫn chưa được thực hiện ở các vùng nông thôn, khiến các thành phố nhỏ hơn, làng mạc và đất nông nghiệp phải hy sinh nếu nước dâng ở sông Trường Giang. Thiên tai hiện tại là kết quả của một cơn bão hoàn hảo kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hành động của con người, bà Turner nói. Judith Shapiro, giáo sư chính trị môi trường tại Đại học Mỹ, cho biết sự gia tăng mưa lớn do biến đổi khí hậu đang là phép thử với chiến lược xây đập của Trung Quốc. Người ta lo lắng rằng các đập nhỏ bị sập trong mùa mưa này, báo trước tai họa không ai muốn nghĩ tới, nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp. Con đập niềm tự hào dân tộc của Trung Quốc cho đến nay đã vượt qua thiên tai năm nay, nhưng những nguy cơ mà nó cho thấy có nghĩa là Bắc Kinh có thể cần phải xem xét lại chiến lược của mình. Ngay cả đập Tam Hiệp cũng không được xây dựng đủ mạnh để chúng tôi có thể chắc chắn rằng nó sẽ chịu được lũ lụt mà Trung Quốc chứng kiến trong những tuần gần đây, bà Shapiro nói. Nếu con đập bị vỡ, đó sẽ là một thảm họa đại hồng thủy. Thưa quý vị, mưa lũ ở Trung Quốc đã làm thiệt hại hơn 12 tỷ đô la Mỹ. Đoạn đê Sứ Khải đi qua thành phố Phủ Châu bị vỡ vào hôm vừa qua vẫn đang được hàn gắn.
Theo thông báo của cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán tỉnh Tây Giang, đến hôm qua khoảng 100 mét đê bị vỡ đã được dựng lại. Việc hàn đê tiêu tốn 23 triệu nhân dân tệ, tương đương 3,4 triệu đô la Mỹ. Nhờ di tản dân kịp thời nên vụ vỡ đê không gây tổn thất về người. Đoạn thứ hai trên đê Sướng Khải bị vỡ hiện chưa được làm ngay. Đoạn đê vỡ dài 130 mét này sẽ được dùng làm lối thoát cho nước ngập ở Phú Châu. Lúc này tỉnh Phúc Kiến, địa phương giáp liền Tây Giang ở phía đông cũng đang đứng trước nguy cơ ngập lụt khi nước trên tất cả các con sông đang vượt mức báo động. Trong khi đó, nhiều khu vực dân cư hai bên sông Tương, một trong những nhánh thượng nguồn của sông Dương Tử, cũng bắt đầu bị ngập. Ngoài mưa lớn, nước tan băng từ cao nguyên Tây Tạng đổ về là một trong những lý do khiến nước sông Dương Tử dâng cao hàng năm vào mùa hè. Theo cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán Trung Quốc, tính đến hôm qua, trận lũ lụt ở miền Nam nước này đã làm 379 người thiệt mạng, 141 người mất tích, ảnh hưởng đến 68,7 triệu người và 22 khu vực tỉnh thành. Tổng thiệt hại cũng lên đến 82,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 12,13 tỷ đô la Mỹ. Sau nhiều tuần mưa xối xả, nhiều nơi ở miền Nam đã biến thành đầm lầy do lũ bên ngoài và úng bên trong. Mực nước của dòng chính sông Dương Tử đang tiến gần đến mặt đường của bờ kè ở Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Giang Tô. Theo Tổng cục Phòng chống lụt bão, tính từ đầu mùa lũ đến ngày hôm nay, 1.192 quận huyện của 26 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước đã phải hứng chịu thiên tai lũ lụt. 2.942.000 ha hoa màu bị mất, dân số bị ảnh hưởng là 32,82 triệu người, phải chuyển đi khẩn cấp 1,48 triệu người, 186 người chết và 45 người mất tích do thiên tai, 56.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại trực tiếp về kinh tế khoảng hơn 50,6 tỷ nhân dân tệ. Vũ Hán chắc chắn là mất bão trong trận thiên tai nghiêm trọng này. Trong những năm gần đây, ga đường sắt cao tốc Vũ Hán mới được xây dựng. Một số ga tàu điện ngầm trên tuyến số 4 và thậm chí cả ký túc xá của trường đại học đều bị bỏ trống. Quận Tân Châu và quận Thanh Sơn tương đối thấp đã từng bị lũ lụt tàn phá hoàn toàn không thể nhận ra. Thủ tướng Lý Khắc Cường của Quốc vụ viện cũng đã đi về phía Nam để chỉ đạo triển khai ứng cứu với thảm họa lũ lụt. Từ hai ngày qua, ông đã đến An Huy, Hồ Nam và Hồ Bắc để triển khai công tác cứu hộ khẩn cấp. Quê hương của Sao Quan là một trong những khu vực thường xuyên và là khu vực chính chịu lũ lụt nhiều nhất ở tỉnh Hồ Bắc, nhưng anh không tự hào về điều đó. Trận lụt kinh hoàng năm 1998 đã thực sự xảy ra ngay trước cửa nhà. Cuối cùng, dù không khẩn trương di rời, nhưng nỗi kinh hoàng của thiên nhiên ngày một lớn dần lên. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của các chiến sĩ cảnh sát vũ trang xây tường chống lũ bằng thân mình, tôi lại nhớ đến những gương mặt trẻ thơ tương tự ấy. Tất nhiên, Siwan không ở đây để khuấy động tình cảm. Sau năm 1998, các vùng bị thiên tai đã được Trung ương hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình thủy lợi và đạt được kết quả đáng kể. Trong quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, sự đầu tư của chính quyền địa phương cho hệ thống thoát nước là không nhỏ. Đó là lý do mà lũ lụt bên ngoài và ngập úng bên trong năm nay không quá nghiêm trọng. Giáo sư Mao Shulong thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc đã viết một bài báo trên tờ Tin tức Bắc Kinh hôm thứ Ba cho rằng có sự thay đổi về cơ chế kiểm soát lũ lụt. Do cơ chế kiểm soát lũ lụt đã tập trung tốt hơn năm 1998, nên mức độ nghiêm trọng của thiên tai ít hơn năm 1998. Nhưng so với giá trị trung bình sau năm 2000 thì thiệt hại về kinh tế đã cao hơn 51%. Nhà sập chỉ chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ. Khía cạnh này cho thấy trong 10 năm qua, năng lực phòng chống lũ lụt đã được nâng lên rất nhiều, giảm diện tích bị ảnh hưởng, dân số bị ảnh hưởng, dân số chết và nhà sập cũng đã giảm đáng kể. Nhưng mặt khác, công tác kiểm soát lũ vẫn còn rất nhiều vấn đề cần khắc phục và cải thiện, vì thiệt hại về kinh tế không những không giảm mà còn tăng. Về cơ cấu quản trị, cơ chế một trung tâm, cơ chế đa trung tâm và cơ chế làm phẳng cần phối hợp với nhau một cách liên hoàn. Cơ chế một trung tâm là một cơ chế tương đối truyền thống. Ưu điểm của nó là có thể tập trung thông tin kịp thời, tập trung tài liệu, sau đó tập trung ra quyết định, phân bổ tập trung tài liệu cứu trợ thiên tai và tập trung nỗ lực để giải quyết các vấn đề lớn. Cơ chế đa trung tâm có thể giải quyết các vấn đề tương đối nhỏ một cách nhanh chóng mà không cần ra quyết định tập trung. Và chỉ huy tập trung trong các trường hợp khẩn cấp. Trong nhiều trường hợp, các vấn đề tương đối nhỏ có thể được giải quyết từ trong trứng nước,
thay vì hình thành các vấn đề lớn. Cơ chế san bằng thường là cơ chế của thị trường. Trong nhiều trường hợp, cơ chế thị trường có thể nhanh chóng tìm ra nơi thiếu nguyên vật liệu và cải thiện trực tiếp việc phân bổ nguyên vật liệu thông qua hệ thống phân phối thị trường, nhờ đó nâng cao khả năng chống chọi với thiên tai. Người phụ trách truyền thông cấp cao quê hương của Yu Shedong ở miền Nam Giang Tô cũng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông cảm thấy rằng không thể đổ lỗi cho El Nino, cho thiên tai gây ra thảm họa. Đổ lỗi cho thiên tai là điều dễ hiểu nhất. Tuy nhiên, nguy cơ mưa, úng ngày nay đã trở thành bình thường, nhưng nó lại cho thấy sự bất thường. Ngoài lý do năm nay mưa đặc biệt lớn, không chỉ tại thiên tai mà còn những nguyên nhân khác nữa do chính con người gây ra. Trong những năm qua, để phát triển kinh tế, chính quyền một số địa phương đã dành tâm sức cho việc xây dựng các khu công nghiệp và đô thị để thu hút đầu tư, quy hoạch, đã chú ý đến các công trình nhà xưởng và đường giao thông trong các khu công viên, nhưng thường bỏ qua việc quản lý sông ngòi. Thêm vào đó, một số nơi đô thị hóa mới và cái gọi là chính sách đất đai màu mỡ vạn người mê, di rời nhà cửa, làng xóm để xây dựng cộng đồng, bỏ trống chuồng nuôi chim, mở rộng đất làm khu công nghiệp. Một số con sông từng chẳng chịt về mọi hướng với dòng nước trong veo đã bị chôn lấp, bị tắc nghẽn hoặc bị ô nhiễm. Ví dụ như ở quê tôi quen thuộc, các con sông đã bị giảm hơn 2/3, Yu Shedong nói. Vì vậy, mưa liên tục, nước chỉ có thể đọng lại trên nền bê tông và chảy ra cống rãnh bên đường. Dù là thành phố cũ hay thị trấn mới, việc xây dựng cống đều bị chỉ trích vì khả năng hạn chế của chúng và hệ thống nước còn lại, rất khó để chia sẻ trách nhiệm của trái đất. Tất cả những gì anh ta có thể chọn là phương pháp mà cha của Dai Yun-gun đã sử dụng và ngăn chặn. Trong trường hợp này, nguy cơ mưa lớn nước có thể trở nên tồi tệ hơn mỗi năm. Đến sớm còn tồi tệ hơn là trùng hợp. Các phương tiện truyền thông tiết lộ rằng Tang Mu, cựu giám đốc trung tâm kẻ Vũ Hán, từ năm 2005 đến năm 2013, chi phí cho dự án hối lộ gần 1 tỷ nhân dân tệ, bao gồm cả dự án gia cố sông Yushui và bờ kè phía Tây vừa bị sập. Chi phí của dự án là 31,86 triệu nhân dân tệ. Tờ Phoenix Review hôm thứ Năm đã không để lọt thông tin vụ bê bối này. So với những thất bại của các con đê phòng chống lũ lụt, chẳng hạn như sự quản lý và buông lỏng của con đê, thì sự tham nhũng của các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm quản lý nước thường nguy hại hơn. Điều này không chỉ thể hiện ở sự xa hoa, lạm dụng công quỹ, mà nếu không kịp thời dẹp bỏ tệ nạn tham nhũng đó, thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều con độc khác bị đe dọa đến sinh mạng của hàng triệu người dân. Đồng thời với phòng chống lũ lụt, cứu nạn khẩn cấp, thì phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất lương, tiêu diệt tội phạm và bắt chúng phải chịu trách nhiệm. Chúng không những không làm tiêu tan bầu không khí tốt đẹp của phòng thủ nghiêm ngặt và ý chí đoàn kết đã hình thành, mà còn vì sự chống phá kịp thời và mạnh mẽ hành vi tham nhũng này, nó sẽ kích thích lòng hăng hái chống lũ lụt của nhân dân và trên cơ sở dập tắt sự phẫn nộ của quần chúng và khơi thông nguồn gốc, tạo ra một môi trường để có thể tập trung vào sự sống và cái chết. Càng vào thời điểm quan trọng này, chúng ta càng nên quay về cội nguồn và làm công việc trừ gian diệt ác. Chúng ta không thể bỏ qua các manh mối tham nhũng vì các vụ án các quan chức tham nhũng này đã được giải quyết cũng không thể cố gắng che đậy, né tránh các vấn đề then chốt chỉ vì đó là thời thế. Mọi người phải biết rằng đối mặt với vấn đề và giải quyết nó là tư thế đúng đắn nhất vào lúc này. Thưa quý vị, Phượng Hoàng Cổ Trấn, một thị trấn cổ có bề dày hơn 2.000 năm lịch sử, vừa trở thành địa điểm mới nhất bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Trung Quốc. Báo Taiwan News hôm nay đưa tin Phượng Hoàng Cổ Trấn bị ngập lụt trong những ngày gần đây. Cổ trấn này nằm trên một nhánh của sông Dương Tử thuộc tỉnh Hồ Nam, hình thành từ thời Xuân Thu năm 770 đến 476 trước công nguyên. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết mưa lớn xảy ra trên các con sông Ngô Giang, Tiểu Giang và Đà Giang, sông chính của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Cho đến hai hôm trước, hai bờ sông Đà Giang bắt đầu bị nhấn chìm bởi dòng nước lũ chảy xiết. Video do cư dân địa phương đăng tải trực tuyến hôm qua cho thấy, dòng nước chứa đầy phù sa chảy qua đường phố ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Nước ngập đến vai, khiến ít nhất 40 người bị mắc kẹt. Ở những khu vực hiện đại hơn của Cổ Trấn, các phương tiện và người đi bộ đang vật lộn để di chuyển qua những vùng nước xoáy màu nâu.
Một đoạn video khác quay cảnh mưa lớn, mực nước dâng cao, mọi người vất vả đi lại và mảnh vụn, rác vương vãi khắp nơi. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, mưa sẽ tiếp tục kéo dài tới ngày mai, với mưa vừa đến mưa lớn ở miền Trung và miền Bắc Hồ Nam, bầu trời nhiều mây ở phía Đông Nam Hồ Nam và mưa nhẹ đến dông bão ở các khu vực khác của tỉnh. Cũng trong ngày hôm qua, CMA đưa ra cảnh báo mưa lớn trên khắp Trung Quốc ngày thứ 32 liên tiếp. Dự báo sẽ có mưa bão ở Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc và các khu vực khác với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa tối đa là 40-80mm. Theo Liberty Times, toàn bộ lưu vực sông Dương Tử đang hứng chịu những cơn mưa liên tục, trong khi lưu vực sông Hoàng Hà cũng đã bước vào mùa lũ. Tối hôm qua, lũ lụt bắt đầu xảy ra trên sông Tiền Đường, buộc nhà chức trách ban hành cảnh báo khẩn cấp cấp độ 4. Riêng tỉnh Chiết Giang tính đến chiều hôm qua, tổng lượng nước tại các hồ chứa lớn và vừa là 27,268 tỷ mét khối, tăng 3,804 tỷ mét khối so với thời điểm trước mùa mưa. Dự báo mưa sẽ kéo dài trong ít nhất 10 ngày nữa. Trang Asia One hôm nay cho biết lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 14 triệu người, làm 87 người thiệt mạng và mất tích và 729.000 người phải sơ tán. Hơn 8.000 ngôi nhà bị phá hủy và 97.000 ngôi nhà bị hư hại kể từ đầu tháng này. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính gần 26 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, quý vị thân mến, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã quyết định ủng hộ Chính phủ và nhân dân Trung Quốc 100.000 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt và động đất. Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, từ đầu mùa lũ đến nay, mưa lớn, lũ lụt và động đất đã xảy ra tại nhiều địa phương của Trung Quốc, gây tổn thất và thiệt hại to lớn về người và tài sản cho nhân dân vùng bị nạn.